ơi, không sao. Hai chị các bạn, thì hiện tại mình đang có mặt tại một cái hồ bơi ở quận 2, và ở đây thì mình cùng với anh Hiệp và một số đồng nghiệp sẽ đến đây để tập chèo súp. Đây là mình sẽ tập trước trong hồ bơi nè. Đó, đây là anh Hiệp đang đứng rất là chuẩn bị, rất là kỹ càng. Mọi người đang mặc áo phao hoa, đằng kia là chị Sen. Ở đây thì có anh camera nữa, anh Hiểu. Mọi người cùng tập, và nãy giờ mọi người tập xong rồi, bây giờ thì sẽ xuống sông Sài Gòn để chèo thử luôn. Và mình cũng sẽ đi theo để quay lại chia sẻ với mọi người về cái hành trình hôm nay tụi mình tập súp như thế nào, có tắm sông Sài Gòn hay không nha. Đi theo tụi mình. Mọi người sẽ đi theo anh hướng dẫn đi phi thẳng ra sông Sài Gòn. Ôi, ngày hôm nay thì nước có vẻ cạn, nhưng mà các bạn thấy là dòng chảy nó cứ rất là nhanh. Video này thì mình cũng sẽ test cái tính năng góc nhìn đạo diễn khá là thú vị ở trên Galaxy S21 Ultra. Mình vừa quay mình nè, mình vừa quay được anh Hiệp và chị Sen và mọi người ở phía trước nữa. Bây giờ mình chỉ sau khi đợi mọi người xuống hết nha, thì mình chỉ chèo vòng quanh khu vực này để tập trước thôi nha. Lái vào trong đây, đúng rồi. Không sao. Quay về cái đúng vị trí. Ok. Hợp lý. A few moments later. Đó, phía trước là mọi người đang vượt qua mình. Mình cũng sẽ tiếp tục quay lại chia sẻ với các bạn. Mình cũng sẽ bắt chước anh Hạc quay. Mình bơi bằng một tay luôn. Hello anh. Hello bạn. Em cũng biết một tay chuyền, một tay quay kìa. Là mình phải hy sinh vì nghệ thuật. Đó, anh Hiệp ở phía sau. Ở phía trước thì mọi người đó vừa bơi vừa chiêu ở trong một rừng dừa nước. Có một cái con rạch như thế này thật là hay. Cuối tuần mình có thể thuê súp qua đây để bơi, để chiêu, thư giãn, hay là rủ bạn bè, để có một cái địa điểm nó rất là tự nhiên, nhiều cây cối, hít thở không khí trong lành giữa một cái Sài Gòn đang ô nhiễm như thế này. Bây giờ anh Hiệp kêu mình quay lại để anh Hiệp biểu diễn xíu. Để xem là anh Hiệp có té không, cái té cho mình một cười xỉu luôn á. Xin qua mặt mình. Này có đùa mất xác không? Không, có giúp chân, có xác được. Có xác được hả? Ok. Rồi, hoa sen. Hoa sen chờ từ từ thôi. Ừ. Ok. Mình mới chậm nhất nè. À. Nè, chắc các bạn coi mình chèo một tay nè. Anh em thấy là riêng gì mấy cái trò mèo này mình đã tốt lắm, mình đã chèo một tay mình cầm mấy cái phim, mình đang dí. Em thích chơi trò này không? Em thấy rất là hay và thú vị. Ừ. Đi chơi nữa chứ? Ok. À ok. Không sao, mình đưa tiếp. Rồi, đưa tiếp.
Ok, giờ là ba người này vừa chèo một vòng từ quận 2 qua tới Bình Quế. Thì chị thấy như thế nào? Mệt nhưng mà vui. Mỏi tay lắm. Nhưng mà rồi. Thích. Rồi, Huyền Vân sao? Nó rất là hào hứng, còn đòi đua với anh Hiệp nữa. Nhưng mà sau đó thì đua tới giữa xong mình cảm giác là nó đuối quá, bàn tay rất là mỏi. Cuối cùng anh Hiệp là người chiến thắng. Còn bây giờ thì mình rất là mệt. Rồi, chủ tịch. Mình không nghĩ là sông Sài Gòn nó bẩn vậy. Ok, vậy đi. Nó có cái mùi của bùn. Rồi, sao mình...